Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Thì như các bạn biết, lúc trước mình có giới thiệu cho các bạn cái app CoinSavvy các bạn, tức là cái sàn CoinSavvy này là một sàn uy tín, nó là đối tác của Remitano, cho nên là uy tín và rất là ok luôn. Và nó cho chúng ta đào cái con là Savvy các bạn ha. Nếu như các bạn nào mà chưa có đăng ký sàn này á, thì các bạn lập tức đi vào mô tả video hoặc bình luận đầu tiên, các bạn xem video hướng dẫn đăng ký và các bạn làm theo. Trong đó có đường link hướng dẫn, có mã giới thiệu luôn. Các bạn làm theo rất là dễ dàng các bạn nha. Thì trong video này mình sẽ cập nhật cho các bạn một cái chức năng mới các bạn, đó chính là phần thưởng các bạn ha. Và được chia 10.000 Savvy các bạn. Bởi vì các bạn biết á, đào Savvy này á, nó rất là chậm nha. Sau khi mà các bạn đăng ký rồi á, các bạn nhớ KYC hai bước các bạn nha. Nó có hai bước, các bạn phải làm hết hai bước thì các bạn mới đào được nhiều được. Rồi, sau khi mà các bạn KYC rồi á, hoặc là các bạn có Remitano mà đã KYC bước 2 rồi, các bạn có thể liên kết Remitano là xong. Rất là dễ dàng nha các bạn nha. Thì cái cách KYC á, mình cũng hướng dẫn chính ở trong video hướng dẫn đăng ký luôn. Ở trong mô tả video hoặc bình luận đầu tiên á, các bạn thấy là các bạn xem theo và làm theo rất là dễ dàng ha. Sau mà khi mà các bạn KYC bước 2 rồi, các bạn hãy xem cái nút là khai thác ngay nè, các bạn bấm vô cho mình. Rồi sau khi mà các bạn đăng ký á, thì các bạn sẽ có hai lần khai thác mỗi ngày, mỗi lần là 4 giờ và mỗi lần là các bạn nhận được là 0.08 Savvy trên một phiên các bạn nha. Chính vì vậy mà nó thấp các bạn, nó ít. Nhưng mà các bạn đừng có nản, bởi vì sao? Bởi vì nó cho các bạn cái cách để tăng cường nữa các bạn ha. Cách tăng cường nè, các bạn muốn biết tăng cường các bạn bấm vô đây nè. Bấm vô đây nè. Hoặc là các bạn bấm vào tăng cường ở đây nè các bạn xem. Là sẽ có cách tăng cường đó. Có nghĩa là các bạn sẽ làm những nhiệm vụ này ha. Rồi các bạn sẽ được tăng tốc độ đào. Ví dụ như đầu tiên là các bạn hoàn thành một lệnh là nạp 20 đô vô, các bạn giao dịch, giao dịch bất kỳ cái nào thì các bạn sẽ được cộng thêm 0.04 Savvy trên một phiên các bạn, mà các bạn sẽ làm được 50 phiên như vậy, được chưa? Thì nó rất là dễ dàng. Khi mà các bạn nạp xong á, các bạn thấy cái chữ đây là phần thưởng, nhận phần thưởng, các bạn bấm vô ha. Còn giờ là chưa có, nó rất là dễ dàng các bạn, đừng có sợ nó lấy tiền mình không có các bạn. Mình đã nạp giao dịch rất là nhiều lần rồi, vẫn rất ok luôn các bạn nha. Mình liên kết với Remitano cho nên là mình chuyển qua. Còn đây là tài khoản, này tài khoản phụ các bạn, cho nên là không có thấy được số tiền mình nạp ha. Số tài khoản chính thì mình nạp vô, mình giao dịch rất là nhiều. Rồi hôm nay nó có một cái chức năng mới các bạn. Các bạn bấm vào chữ khai thác ngay nha, để các bạn đi vào trong này. Thì các bạn sẽ thấy cái chữ là phần thưởng nè. Rồi nó kêu là ưu đãi tuyến dưới là 10.000 Savvy, ưu đãi đặc quyền cho tuyến dưới ha, hưởng người dùng mới, trạng thái của bạn là không đủ điều kiện các bạn. Thì có nghĩa là chưa làm gì hết cho nên là chưa đủ điều kiện. Phần thưởng của bạn chưa có, NA là chưa xác định ha. Tổng số Airdrop là 10.000 Savvy. Thời gian kết thúc là 2/1/2024 các bạn. Thì nay là 19/11 rồi, 19/12 là 1 tháng 11 ngày nữa, 13 ngày nữa. Như vậy á, là tổng cộng khoảng 1.5 tháng các bạn, để mà các bạn tham gia vào nhận chia đôi, chia 10.000 cái Savvy này. Đó, vậy thì điều kiện như thế nào thì chúng ta có thể mở đây nè. Chúng ta xem nha. Các bạn bấm vô cái chấm than á, ngay chỗ chữ 10.000 á, phía trên đầu của nó đó, thì các bạn sẽ thấy một cái bảng hướng dẫn nè. Hướng dẫn tham gia pool thưởng ưu đãi tuyến dưới 10.000 Savvy, ưu đãi đặc quyền cho tuyến dưới. Bài viết này được viết bởi CoinSavvy Marketing, đã cập nhật trong 1 giờ vừa qua, tức là mới đăng cách đây 1 giờ các bạn. Để thỏa điều kiện pool thưởng ưu đãi tuyến dưới, bạn cần đăng ký thông qua nguồn giới thiệu từ ngày đến. Bạn sẽ nhận được 1 Savvy khi pool kết thúc. Có nghĩa là giới thiệu thì được nhận 1 Savvy ha. Cơ chế chia thưởng của pool. Nếu bạn đáp ứng các điều kiện của pool, số tiền thưởng Savvy bạn sẽ nhận được tính bằng cách chia tổng Savvy trong pool là 10.000 Savvy cho số người tham gia đủ điều kiện, tối đa 1 Savvy mỗi người.
tối đa 1 sao vi một người à. Thời gian tồn tại của Bull là bắt đầu từ 14 giờ ngày 19 tháng 12 2023, thì bây giờ gần 4 giờ các bạn, cũng tầm 2 tiếng rồi. Bull kết thúc vào lúc 0 giờ ngày 2 tháng 1 2024. Các bước để tham gia: bước 1, truy cập vào app Coin Savvy, bấm vào khai thác Savvy. Đó có nghĩa là các bạn bấm vào khai thác ngay thì các bạn sẽ đến một phần thưởng nha. Bước 2, ở một khai thác Savvy, người dùng bấm vào Bull thưởng, tức là phần thưởng đó các bạn. Bước 3, nhấn chọn Bull ưu đãi tuyến dưới. Bước 4 là click vào nút hoàn thành 01 để xem điều kiện của Bull. 5, hoàn thành điều kiện của Bull. Để hoàn thành điều kiện của Bull thưởng ưu đãi tuyến dưới, bạn cần đăng ký tài khoản Coin Savvy thông qua link giới thiệu hoặc mã giới thiệu. Đó, mà mình thì cũng đăng ký qua, tại sao nó không có ấy ta? Bước 6, sau khi hoàn thành điều kiện, trạng thái sẽ hiển thị thỏa điều kiện. Bước 7, hệ thống sẽ đếm số người thỏa điều kiện và tính toán phần thưởng. Bước 8, nhận phần thưởng. Nhận thưởng, lưu ý tài khoản sao chép tài khoản không phải người thật không được chấp nhận. Tức là các bạn không KYC á, các bạn không được chấp nhận đâu. Các bạn phải KYC bước 2 nha. Các tài khoản được hệ thống của chúng tôi xác định là bản sao của các tài khoản khác hoặc không phải người thật sẽ không được sử dụng để tính hoa hồng. Coin Savvy có quyền quyết định cuối cùng trong mọi vấn đề phát sinh. Coin Savvy có quyền loại bỏ hoặc thưởng hoa hồng cho các trường hợp cụ thể và thay đổi chương trình giới thiệu cũng như tổng giải thưởng bất cứ lúc nào. Bull có thể kết thúc sớm hơn ngày chỉ định. Đó, có nghĩa là nó thể kết thúc sớm hơn, cho nên các bạn phải làm sớm. Rồi bây giờ các bạn quay lại nè. Các bạn bấm vô ít nè, các bạn tắt đi nha. Rồi. Thì ở đây là mình cũng sử dụng mã giới thiệu mà. Nè, thông tin người giới thiệu đây nè. Đó, bởi vì đây là tài khoản phụ của mình ha. Thì mình sẽ bấm vào phần thưởng lại các bạn. Rồi, sau đó bấm vào hoàn thành. Ha. Rồi, đăng ký với mã giới thiệu rồi các bạn bấm vào hoàn thành. Xem mà đủ điều kiện chưa? Sao nó quay không vậy? Bấm hoàn thành. Rồi, điều kiện để nhận thưởng: bạn đã hoàn thành nhiệm vụ 01. Bấm hoàn thành. Lý do mà không có nhận phần thưởng được các bạn là mình mới vừa hỏi bên Coin Savvy luôn á, thì họ trả lời là dành cho người mới thôi các bạn, tức là bạn đăng ký qua, các bạn điền cái mã giới thiệu của mình vào, được chưa? Sau đó thì chắc chắn các bạn đi vào đây các bạn bấm hoàn thành là ok. Còn đương nhiên là mình, tài khoản của mình vẫn đăng ký qua mã giới thiệu, nhưng mà lâu rồi, có nghĩa là sao trước cái chương trình này nó không cho, có nghĩa là nó tính từ cái chương trình này trở đi các bạn, có nghĩa là khi mà các bạn thấy video này các bạn đăng ký, các bạn KYC bước 2, hai bước đó các bạn, sau đó thì các bạn điền mã giới thiệu đàng hoàng hết thì chắc chắn các bạn vô đây sẽ được nhận các bạn nha. Được ngon đó các bạn. Như vậy là dành cho người mới thôi các bạn nha, không có dành cho những người đăng ký trước cái chương trình này. Đăng ký cho người mới thôi các bạn. Đó, cho nên đây là một cơ hội khá là tuyệt vời cho những bạn mới nha. Những cái bull mà dành cho người cũ thì nó nói là sau này mới có, còn hiện bây giờ là dành cho người mới, cho nên là các bạn hãy tận dụng cái cơ hội này để các bạn được nhận những cái Coin Savvy tuyệt vời của cái sàn này các bạn nhé. Rồi, các bạn hãy đi vào trong mô tả video hoặc bình luận tiên, các bạn lập tức đăng ký một tài khoản với mã giới thiệu của mình và nhớ KYC bước 2, hoặc là các bạn có Remitano thì các bạn liên kết qua một cái là xong, không cần phải KYC trên cái này cũng được. Sàn Remitano phải có KYC các bạn nha. Liên kết qua một cái là nó tự động nó sẽ KYC luôn. Đây là một sàn uy tín, đối tác của Remitano của Việt Nam, rất là tuyệt vời, cho nên là các bạn hãy cố gắng đào, đừng bỏ lỡ cơ hội nào các bạn nha. Giống như nhiều người bỏ lỡ cơ hội AVV các bạn, thì bây giờ nó list sàn rồi, chơi quá chừng luôn, bỏ. Giờ list sàn rất ok ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Nếu như các bạn có thắc mắc gì có thể bình luận dưới video và đừng quên cho mình một like trên video cũng như đăng ký kênh YouTube của mình. Sau đó bật cái chuông thông báo các bạn để khi nào có những thông tin mới nhất mình cập nhật thì các bạn kịp thời theo dõi được các bạn nha. Rồi, cảm ơn các bạn và hẹn các bạn lại video sau.